Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Ngay sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp các ngành tại một số địa phương trong tỉnh. Họp ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella tỉnh, đánh giá quá trình thực hiện chiến dịch trên địa bàn tỉnh. Trung tâm thông tin và cộng tác viên bản tin hoạt động đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ý thức người dân được nâng cao trong việc thả cá chép vào ngày 23 tháng Chạp, một trong những phong tục nét đẹp văn hóa của người Việt. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các cơ quan ban ngành của tỉnh lại dành thời gian đến chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc các huyện thành phố, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng xa, vùng cao, vùng biên giới. Hoạt động chúc Tết tặng quà thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, là nguồn động viên cổ vũ đảng bộ các huyện, thành phố, các xã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm mới, khích lệ nhân dân các dân tộc vươn lên vượt mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Mở đầu chương trình thời sự ngày hôm nay là phần tin phản ánh hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, một số đơn vị trong và ngoài tỉnh tại các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 2, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đã đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Thàng Tín, xã Thàng Tín. Tổ công tác biên phòng lâm thời Giáp Trung và tiểu đội dân quân luân phiên thường trực xã Thàng Tín. Tặng quà của đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương cho các hộ nghèo xã Thàng Tín và chúc Tết Đảng bộ xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi. Cùng đi có đồng chí Sèn Chiến Ly, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hoàng Su Phi. Thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thàng Tín và tổ công tác biên phòng lâm thời Giáp Trung và tiểu đội dân quân luân phiên thường trực xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phi, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ đồn trong thời gian qua đã không quản ngại gian khổ, thực hiện tốt việc tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng thời đã tích cực giúp cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân trên tuyến biên giới phát triển kinh tế xã hội. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh, đời sống người dân trong xã còn nhiều khó khăn, bởi vậy các chiến sĩ biên phòng cần nỗ lực hơn nữa giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng chính quyền đoàn thể vững mạnh. Với thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đề nghị cán bộ chiến sĩ đồn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình ở tuyến biên giới, chủ động trong mọi tình huống và cần có giải pháp, lộ trình thực hiện áp dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý bảo vệ biên giới. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã tặng quà của tỉnh cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thàng Tín và xã Thàng Tín. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng đã trao quà Tết của đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương cho các hộ nghèo tại xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phi. Chúc Tết Đảng bộ xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh mong muốn năm 2015, xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân. Trước đó, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã đến thăm chúc Tết Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ và Chế biến Nông Lâm sản Hoàng Su Phi. Hợp tác xã từ khi thành lập đã ký kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp trực tiếp với từng hộ dân và đã tạo được việc làm cho hàng chục lao động là người địa phương. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh mong muốn hợp tác xã tiếp tục mở rộng việc thu mua, chế biến các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, qua đó sẽ tạo được nhiều việc làm và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ngày 10 tháng 2, đồng chí Vương Bí Vàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đi thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần, cấp ủy chính quyền và các cụ cao tuổi, gia đình chính sách tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần. Tại huyện ủy Xín Mần, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vui mừng trước những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm qua.
Về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, đồng chí Vương Bí Vàng yêu cầu lãnh đạo huyện Xín Mần trong dịp đón Tết Nguyên đán Ất Mùi cần quan tâm sát sao tới toàn thể nhân dân trong vùng, không để bất cứ hộ gia đình nào thiếu Tết. Các cấp, các ngành trong huyện cần chú ý quan tâm thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, gia đình có công, quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tặng quà và chúc Tết cấp ủy chính quyền xã Bà Vệ Sủ, huyện Xín Mần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Bí Vàng mong muốn Đảng ủy, chính quyền các xã đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo, hộ chính sách, tạo điều kiện để nhân dân được đón Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao truyền thống để mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Nhân dịp này, đồng chí Vương Mỹ Vàng đã đến thăm hỏi trao quà Tết cho các cụ Sùng Thị Dở, 90 tuổi và cụ bà Vư Thị Gia, thọ 100 tuổi, đang sinh sống tại xã Bà Vệ Sủ, động viên các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe. Đến thăm và tặng quà cho cơ sở sản xuất miến rong và chăn nuôi lợn hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của công ty trong việc phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho 15 lao động. Đồng thời, góp phần kích cầu sản xuất nông nghiệp của địa phương, tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có chất lượng cao và được thị trường đón nhận. Thưa quý vị và các bạn, để nhà nhà có Tết, người người có Tết, thành phố Hà Giang cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là đề nghị được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đưa ra tại buổi thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang vào sáng ngày 11 tháng 2. Đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đề nghị thành phố Hà Giang cần sớm xây dựng giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau Tết Nguyên đán, thành phố cần nhanh chóng bắt tay vào vụ sản xuất mới, tổ chức Tết trồng cây hiệu quả thiết thực. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các nạn nhân chất độc da cam và hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Phương Thiện. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã đến thăm và chúc thọ tròn 100 tuổi cụ Nguyễn Thị Yên ở tổ 5 phường Minh Khai và cụ Lê Thị Lan ở tổ 10 phường Nguyễn Trãi. Đến thăm và chúc Tết ông Nguyễn Văn Học, bệnh binh thường trú tại phường Minh Khai, ông Bùi Quốc Tuấn, thương binh ở phường Trần Phú và bà Nguyễn Thị Ngoãn, mẹ liệt sĩ ở phường Nguyễn Trãi. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của các gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các cụ cao tuổi luôn phát huy tinh thần tuổi cao, chí càng cao cũng như truyền thống cách mạng của gia đình để bảo ban con cháu luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tại huyện Yên Minh, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới thăm và tặng quà Tết tại các xã Thắng Mố, Phú Lũng và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Yên Minh qua các thời kỳ. Tại đây, lãnh đạo hai xã Thắng Mố và Phú Lũng đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong năm qua. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài đánh giá cao những thành tích mà hai xã đã đạt được, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền hai xã sẽ đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự cho người dân đón Tết vui tươi an toàn, giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo tại địa phương, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Sau khi ăn Tết xong, cần vận động học sinh đi học đầy đủ trở lại, khuyến khích người dân tích cực gia tăng sản xuất, cấy cày kịp mùa vụ. Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí Hoàng Lùng, Nguyễn Văn Thanh, Cương Thị Dính, nguyên là lãnh đạo huyện Yên Minh. Tại đây, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống và trao quà cùng lời chúc tốt đẹp tới các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và gia đình luôn mạnh khỏe và là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ngày 10 tháng 2, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tặng quà và chúc Tết Đảng bộ huyện Đồng Văn, Đảng ủy xã Tà Lùng và cán bộ chiến sĩ hai đồn biên phòng Đồng Văn, Phó Bảng. Tại các đơn vị nói trên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn và các đơn vị trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn trong thời gian tới, huyện Đồng Văn tích cực thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết, rà soát thống kê tất cả các hộ nghèo, cận nghèo, quan tâm tới gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà có Tết, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Cùng với đó, huyện cần xây dựng kế hoạch phát động các phong trào để tạo khí thế thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm. Đối với các đồn biên phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ chiến sĩ trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời lưu ý cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn nêu cao cảnh giác, bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, có kế hoạch trực Tết chu đáo trước, trong và sau Tết, cũng như cử cán bộ thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình, cùng nhân dân vui xuân đón Tết. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trúng Thị Chiên đã đến thăm chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách là ông Tần Trình Liềm, U Phân Và, xã Quyết Tiến, ông Nguyễn Minh Hiền, bà La Thị An, thị trấn Tam Sơn. Thăm tặng quà các cụ tròn 100 tuổi là cụ Mua Thị Mỉ, Tráng Tả Mẩy. Chúc các cụ một năm mới luôn sống vui, sống khỏe là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Thăm tặng quà cho cháu Dương Thế Nhung là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà cho 10 hộ nghèo thuộc xã Bát Đại Sơn, xã Cán Tỉ. Tặng quà tổ biên phòng xã Bát Đại Sơn, chúc Tết lãnh đạo huyện và thăm một cơ sở sản xuất tiêu biểu của huyện Quản Bạ. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trúng Thị Chiên đã ân cần hỏi thăm về tình hình sức khỏe, điều kiện sống cũng như hoàn cảnh gia đình của các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các cụ người cao tuổi. Các món quà tặng và lời thăm hỏi có ý nghĩa quan trọng, không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả của bà con. Qua đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trúng Thị Chiên yêu cầu cấp ủy chính quyền thường xuyên quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất để bà con đón Tết Nguyên đán vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, sẵn sàng trước mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tại huyện Yên Minh, ngày 10 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã đến thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cơ sở sản xuất tiêu biểu trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã thăm và tặng quà cho 3 đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Hữu Vinh, Lao và Trải, một gia đình chính sách tại xã Mậu Duệ và một cơ sở sản xuất tiêu biểu tại thị trấn Yên Minh. Tại các địa điểm đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến nêu bật những công lao đóng góp của các gia đình trong sự phát triển chung của địa phương, đặc biệt là gia đình chính sách đã vượt khó tự vươn lên trong sản xuất, phát triển kinh tế, luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, và khẳng định Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn quan tâm và ghi nhớ những công lao của các gia đình có công với nước, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, giáo dục con cháu, chăm ngoan học giỏi, trở thành người có ích cho xã hội. Đối với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị các cấp các ngành trong huyện tiếp tục quan tâm và có những biện pháp giúp đỡ cụ thể để các cháu ổn định học tập, vươn lên trong cuộc sống. Đã thành thông lệ, mỗi khi Tết đến xuân về, công tác chăm lo đời sống công nhân lao động luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2015, từ nguồn vốn hỗ trợ của các đơn vị và ngân sách của Liên đoàn Lao động tỉnh, đã vận động được 175 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, không chỉ chia sẻ mà còn phần nào giúp đỡ gia đình các công nhân được đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ và đầm ấm hơn. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 49.200 công nhân viên chức lao động, trong đó công nhân lao động khu vực sản xuất kinh doanh là 12.500 người. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các tổ chức đơn vị như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng, lao động cùng chung tay góp sức trao quà cho các công nhân được 175 suất quà với trị giá 69,5 triệu đồng. Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng là niềm động viên, khích lệ để các công nhân tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi hôm nay ở công ty, anh em trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường bộ 2 Hà Giang được anh em trên tổng Liên đoàn Lao động cũng như tỉnh xuống tặng cho những suất quà, nói chung nó không lớn lắm nhưng động viên cho anh em chúng tôi cũng được vào cái Tết đầm ấm. Chúng tôi cũng rất cảm ơn và ông xin hứa với lại
cũng anh em trong công ty cũng như là Tổng Liên đoàn Lao động của tỉnh Hà Giang là năm tới thì chúng tôi cũng cố gắng hơn để làm cho nó hoàn thành tốt những cái công việc của mình. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết là cảm ơn Liên đoàn Lao động tỉnh đã giúp đỡ tức là anh em chúng tôi một chút quà về ăn Tết thì tôi rất vui. Bên cạnh những suất quà Tết, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí để làm nhà ở mái ấm công đoàn cho 8 gia đình là cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh đang gặp khó khăn về nhà ở với mức hỗ trợ cho mỗi hộ là 30 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực, tạo niềm tin cho toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Liên tỉnh Hà Giang đã có các hoạt động để chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động trong cái dịp Tết Nguyên đán. Ví dụ như Liên đoàn tỉnh Hà Giang đã tổ chức đi thăm và tặng cái mái nhà mái ấm công đoàn, tức là hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn cho các gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động có cái hoàn cảnh khó khăn và đang gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, Liên đoàn tỉnh Hà Giang cũng đã vận động các cái tổ chức cá nhân, các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ góp Tết cùng với lại công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tức là với tổng số là 175 suất quà trị giá là gần 70 triệu đồng. Thì đây là những cái hoạt động rất là thiết thực để hướng về công nhân động, hướng về cơ sở, tức là chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và công nhân viên chức động trong cái dịp Tết Nguyên đán của truyền. Việc chăm lo Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động tỉnh, thể hiện tình cảm, sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc với những gia đình công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những món quà, mái ấm công đoàn là nguồn động viên tinh thần giúp cho gia đình có được chỗ ở ổn định, tạo động lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn và đón một cái Tết cổ truyền dân tộc ấm áp nghĩa tình. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 2, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella tỉnh Hà Giang đã họp nhằm đánh giá quá trình thực hiện chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella trong tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Bộ Y tế, ngay khi bắt đầu chiến dịch từ tháng 7 năm 2014, tỉnh Hà Giang đã thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella tại 11 trên 11 huyện thành phố, với 1.285 điểm tiêm chủng bao gồm tại các trạm y tế, trường học và các điểm tiêm lưu động tại thôn bản. Trong quá trình thực hiện, hầu hết các huyện, các xã, phường, thị trấn đều tuân thủ nghiêm túc kế hoạch chiến dịch được phê duyệt. Kết quả, toàn tỉnh đã có gần 219.000 trẻ em được tiêm vaccine sởi rubella, đạt 97,75%, và có trên 5.000 trẻ không được tiêm vaccine do các nguyên nhân chủ yếu như trẻ bị sốt, mắc bệnh cấp tính, trẻ có chống chỉ định tiêm vaccine sởi rubella. Có 97% trẻ từ 1 đến 5 tuổi, 98% trẻ từ 6 đến 10 tuổi và trên 98% trẻ từ 11 đến 14 tuổi được tiêm vaccine sởi rubella trong chiến dịch. Số trẻ tại vùng khó khăn được tiêm đạt 97,95%. Công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển đến các điểm tiêm chủng đúng quy định. Các điểm tiêm được bố trí đảm bảo chỗ cho trẻ ngồi chờ, tư vấn, sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm. Công tác giám sát được thực hiện đầy đủ, tích cực trước và trong chiến dịch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý biểu dương những nỗ lực cố gắng của các thành viên ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định chiến dịch đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ đối với người dân và cộng đồng. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong chủ động thực hiện tiêm chủng. Trong thời gian tới, để làm tốt công tác tiêm chủng nói chung, phòng chống dịch bệnh sởi nói riêng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cần phối hợp làm tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức để nhân dân tích cực đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ. Yêu cầu ngành y tế là cơ quan thường trực đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh mùa đông xuân. Tiếp tục duy trì các hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo người dân được ăn Tết an toàn, du khách dự các lễ hội đầu năm không bị ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở khám chữa bệnh cần bố trí đầy đủ nhân lực đảm bảo công tác chuyên môn trong dịp Tết. Đồng thời phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Chiều ngày 10 tháng 2, Trung tâm Thông tin và Cộng tác viên Bản tin hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Năm 2014, tập thể Trung tâm Thông tin đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ biên tập tin bài đảm bảo nhanh chóng kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu về phát triển công nghệ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được kiện toàn, phân công nhiệm vụ hài hòa, phù hợp với trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Duy trì và mở rộng mạng lưới cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tin bài đa dạng phong phú cho phát hành bản tin và đăng tải trên trang thông tin thường xuyên liên tục. Cùng với đó, Trung tâm Thông tin còn phối hợp tốt với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục ý kiến cử tri và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Qua thời gian ngắn thực hiện, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã phát sóng được 24 số, phản ánh nhiều nội dung nổi cộm mà đông đảo cử tri trong tỉnh quan tâm. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những khó khăn trong quá trình hoạt động của Trung tâm Thông tin, đồng thời đề ra nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2015 là tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban biên tập trang thông tin, phục vụ đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các kỳ họp cũng như việc giám sát và tiếp xúc cử tri. Mở chuyên mục phóng sự về các hoạt động của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân theo từng lĩnh vực, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tra cứu của độc giả. Tiếp tục phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh lựa chọn nội dung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà đại biểu và cử tri quan tâm. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Khánh Lâm đề nghị Trung tâm Thông tin tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, mở rộng, phát triển mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở, nâng cao chất lượng tin bài và đảm bảo đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, sáng ngày 11 tháng 2, tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan Thi hành án Hình sự đã công bố quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 28 phạm nhân đang chấp hành án. Đây là số phạm nhân đã có nhiều cố gắng phấn đấu học tập, lao động, cải tạo và thi đua chấp hành án phạt tù, đủ điều kiện tiêu chuẩn được giảm thời hạn chấp hành hình phạt đợt Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Qua đây khẳng định chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải và phấn đấu hướng thiện. Đợt giảm thời gian chấp hành hình phạt tù này có 28 phạm nhân, trong đó có 4 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt trở về với gia đình, 6 phạm nhân được giảm lần thứ 2 với tổng thời gian được giảm 9 tháng. Số còn lại được giảm từ 2 đến 5 tháng. Cũng dịp này, trại tạm giam phát động cho các phạm nhân thi đua cải tạo tốt để được giảm thời gian chấp hành án sớm trở về với gia đình và xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, tục thả cá chép tiễn ông Công ông Táo lên trời vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm là một trong những phong tục, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên tại các địa điểm thả cá trên địa bàn thành phố Hà Giang nhận thấy, sau khi thả cá, người dân đã có ý thức thu gom tất cả túi ni lông để bỏ vào thùng rác, thay vì việc vứt luôn xuống sông như các năm trước. Cá chép được quan niệm là phương tiện để ông Táo trầu trời, vì theo truyền thuyết, cá chép sẽ hóa rồng để táo quân cưỡi vượt vũ môn lên thiên đình. Chính vì vậy, theo thông lệ, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, sau lễ cúng ông Táo, người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang lại cùng nhau mang cá chép ra sông thả. Qua đó, không chỉ tiễn ông Táo về trời, mà còn cầu chúc cho một năm mới tốt lành, bình an, vạn sự như ý, gia đình được ấm no. Để khắc phục tình trạng người dân sau khi thả cá, ném túi ni lông xuống sông, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh đoàn, thành đoàn Hà Giang, đoàn phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú, thành phố Hà Giang đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên bố trí các kiếp trực tại hai địa điểm thả cá tập trung nhất tại thành phố là cầu Yên Biên 1 và cầu Yên Biên 2. Qua đó, các đoàn viên thanh niên ngoài dọn vệ sinh đã tuyên truyền nhắc nhở người dân không vứt rác, túi ni lông xuống sông sau khi thả cá. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên đã lắp đặt các biển chỉ dẫn, đặt thùng rác tại các điểm thả cá trên và dưới chân cầu để tiện thu gom rác. Do vậy năm nay, tình trạng người dân vứt rác, túi ni lông xuống sông đã giảm hẳn. Đây là một hành động thiết thực giữ gìn vệ sinh môi trường cần được duy trì trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, ca dao đã có câu: thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Đây đều là những sản phẩm không thể thiếu được trong mâm cơm của mỗi gia đình người Việt trong dịp Tết đến xuân về. Xác định được điều này,
trong thời gian qua, Hợp tác xã Hải Khang có địa chỉ tại tổ 13 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang đã tích cực chuẩn bị các sản phẩm để cung ứng đến tay người tiêu dùng. Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc. Do vậy, đây là thời điểm để nhiều người nội trợ mua sắm, chuẩn bị các mặt hàng cần thiết cho ngày Tết. Trong đó, các mặt hàng như giò, chả, bánh chưng sẽ là những sản phẩm không thể thiếu được trong thực đơn ngày Tết của các gia đình. Nắm bắt được xu hướng đó, trong thời gian qua, Hợp tác xã Hải Khang, đơn vị chuyên sản xuất, cung ứng các sản phẩm ăn ngay, đã tích cực chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu để sản xuất, đồng thời nghiên cứu đưa ra một số sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đại diện Hợp tác xã cho biết, do có một số lượng lớn các đơn đặt hàng từ nhiều tỉnh thành, nên trong những ngày này, Hợp tác xã phải nỗ lực cung ứng hàng theo đúng hợp đồng. Tuy nhiên, không vì chạy theo số lượng mà vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm hay chất lượng của sản phẩm bị coi nhẹ. Tỉnh Hà Giang cũng có một nguồn sản phẩm đặc sản từ vùng cao Hà Giang, là chính do hợp tác xã chúng tôi sản xuất, đem ra thị trường nhiều người khách hàng biết đến và cũng là một nguồn tiêu thụ lớn cho tỉnh, là tiêu thụ lợn đen thu mua của các bà con đã được chăn nuôi từ các vùng cao. Hiện tại, cơ sở đang sản xuất với 42 loại sản phẩm, trong đó chủ yếu là các loại như giò, chả, lạc sườn, thịt treo, được chế biến từ các sản phẩm nổi tiếng trong ngành chăn nuôi của tỉnh như lợn đen, bò vàng vùng cao và thịt ngựa. Sau 5 năm thành lập, đi vào hoạt động, sản phẩm của Hợp tác xã Hải Khang đã có mặt tại gần 20 tỉnh thành trên cả nước, trong đó phải kể đến như các thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và Quảng Ninh. Thường xuyên là cô cũng làm mua, mà cũng thường xuyên cô ăn rồi các con, các cháu cô ăn. Cái sản phẩm này là nói chung là rất là được, mà ngon, mà có rất là uy tín, chất lượng là tốt. Nên là những người mà gửi cô mua hoặc là những người mua lại với cô mang đi cô bán thì đều là những người họ rất tin tưởng về cái mặt hàng này của cửa hàng Hải Khang. Với mong muốn phát triển ngành nghề để giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của người Việt, Hợp tác xã Hải Khang một mặt đã tập trung đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm. Mặt khác còn tích cực mở rộng thị trường, tìm hướng đi khẳng định vị thế của ngành nông nghiệp địa phương bằng chất lượng từng sản phẩm. Với quy mô sản xuất trung bình từ 200 đến 250 kg thịt một ngày, Hợp tác xã đã giải quyết việc làm ổn định cho gần 20 người lao động với mức thu nhập trung bình từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Đến năm 2015 này tôi cũng có một cái dự án là tôi nhân rộng và cấp vốn giống lợn cho các bà con có những cái ruộng vườn đồi rộng, và tôi cũng tư vấn cho bà con là trồng cây ngô, cây sắn để lấy thức ăn chăn nuôi cho lợn để tôi thu mua. Hợp tác xã chúng tôi cũng còn nhiều khó khăn về nguồn vốn, thì tôi cũng muốn là các cấp các ngành của tỉnh Hà Giang cũng mong là giúp đỡ hợp tác xã tôi để hỗ trợ tôi có những nguồn vốn hỗ trợ lãi yêu đãi và những nguồn hỗ trợ khác để hợp tác xã tôi được sản xuất được nhiều hơn và tiêu thụ cho bà con được nhiều sản phẩm để bà con nâng cao được cuộc sống hàng ngày. Với nỗ lực trong phát triển và quảng bá sản phẩm giò chả, Hợp tác xã Hải Khang đã giải quyết được 3 vấn đề lớn là tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho xã viên, thúc đẩy ngành nông nghiệp của địa phương phát triển. Đồng thời, đây cũng là việc làm giữ gìn và phát huy các giá trị ẩm thực đặc sắc của người Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong ngày 11 tháng 2. Trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai theo kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn. Trong ngày 11 tháng 2, đơn vị không tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông nào. Tính đến 16 giờ, qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 48 trường hợp vi phạm, trong đó ô tô 12 trường hợp, mô tô 36 trường hợp. Lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, vi phạm nồng độ cồn và một số lỗi vi phạm khác. Tổng số tiền phạt
nộp kho bạc nhà nước là 23.250.000 đồng. Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, vấn đề an toàn giao thông thường diễn biến phức tạp. Lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, địa bàn trọng điểm vào những giờ cao điểm, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Những thông tin về trật tự an toàn giao thông đã khép lại chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.